Hello mọi người, xin chào mọi người. Chào mọi người buổi chiều thứ ba thật là nhiều niềm vui, vui vẻ, hạnh phúc. Thì chiều hôm nay Thương sẽ giới thiệu với mọi người một bạn kỹ thuật xinh xò bên Thương. Một bạn kỹ thuật rất là nhiệt tình. Chắc chắn sẽ có rất là nhiều anh chị khách hàng biết tới bạn kỹ thuật này. Với cái sự nhiệt tình của bạn đó, thì chiều nay bạn nó đang sửa máy văn phòng, thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về bạn ấy. Và bạn ấy sẽ có những chia sẻ về công việc cũng y như là khách hàng, với cảm nhận của khách hàng và cảm nhận của Xanh khi làm việc ở đây với mọi người. Đó, ok, bây giờ mọi người theo chân Thương, Thương có thể giới thiệu bạn nó cho mình. Đó, ok. Hello mọi người, xin chào mọi người. Đây mình giới thiệu với mọi người, đây là bạn Tuấn Kiệt. Đó, bạn Tuấn Kiệt, bạn Tuấn Kiệt. Xin chào mọi người, xin chào anh Thương. Ok, chào Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt đang làm gì đó Tuấn Kiệt? Dạ, em đang sửa một con máy bị lỗi của khách. Lỗi của khách. Dạ. À, con máy này là con máy gì vậy Tuấn Kiệt? Dạ, con máy này là máy gạt da Galaxy. Gạt da Galaxy, ok. Dạ. Thì hiện giờ anh đang làm cái video giới thiệu một bạn kỹ thuật là em đó với mọi người. Tại vì có rất là nhiều anh chị khách hàng nói thằng tao tao câu câu đó chứ không biết tên Tuấn Kiệt. Thì ok, bây giờ mình giới thiệu đây là Tuấn Kiệt nha anh chị. Tuấn Kiệt sinh năm bao nhiêu Tuấn Kiệt? Dạ, Tuấn Kiệt sinh năm hơn lá hơ. Hơn lá hơ, Tuấn Kiệt hơn lá hơ nha mọi người. Khi mà Tuấn Kiệt học hết cấp 3 thì Tuấn Kiệt quyết định là mình đi học nghề sớm, chứ không phải là chọn con đường đại học hay cao đẳng. Thì cũng có rất là nhiều sự lựa chọn mọi người, rất là nhiều sự lựa chọn. Thì bọn nó chọn đi học nghề sửa chữa máy pha cà phê ở bên trung tâm Xanh. Thì Tuấn Kiệt, em làm ở Xanh mấy thời gian bao lâu Tuấn Kiệt? Dạ thì em làm khoảng thời gian ở Xanh thì khoảng là 1 năm 2 tháng. 1 năm 2 tháng mọi người, 14 tháng. 14 tháng. Ok, trong thời gian 14 tháng thì khi mà em làm việc ở Xanh á, thì em thấy anh chị ở Xanh như thế nào? Anh chị ở Xanh thì vui vẻ, nhiệt tình, hỗ trợ em hết mình. Thích nhất là anh nào, thích nhất là anh chị nào? Thích nhất là anh Thương nhỏ. Chết mãi rồi, mày phải nói cũng thích chứ mày nói dễ là mấy anh chị ba mà rồi. Ok, thứ nhất là anh Thương nhỏ. Thương nhỏ chắc chắc nhiều anh chị biết đó, Thương nhỏ rồi. Thì rồi mình làm ở Xanh thì chắc chắn là mình đi rất nhiều đúng không? Mình đi nhiều thì sao, thích đi nhiều hơn là sao đó. Thì tính chất công việc mình một phần và nói chung thì mình cũng thích đi soi. Ok, học hỏi, đi xa, vui phải không? Dạ. Có nhiều trải nghiệm phải không? Nói chung là lúc trước kia mình học lớp 12 thì mình đi chơi là mình thấy nghĩ để ý là mình đi cũng nhiều. Nhưng mà thật sự khi mình đi ra làm với Xanh chắc chắn mình thấy mình không đi bao nhiêu đúng không? Đúng rồi. Ok, khi mình đi làm với Xanh thì hầu như là mình biết đa số là có địa điểm hay là có huyện ở Quảng Ngãi đâu. Đúng không? Đúng rồi. Tuyệt, đó là một điều tuyệt vời và đó là những cái trải nghiệm của mình. Ok, em hãy cố gắng. Rồi, đoàn làm con máy gì đây? Máy pha gạt da Galaxy đúng không? Được. Rồi, nó bị sao vậy Tuấn Kiệt? Dạ, nó bị nghẹt kẹn trong bula. Khi mà thời gian sử dụng quá lâu thì kẹn trong bula nó có xì xì ra, nó bị nghẹt có đường ống nghẹt trong bula. Thì em có chia sẻ với mọi người về sử dụng như thế nào để mà nó có thể sử dụng ok bền bỉ hơn về con máy gạt da Galaxy nào không? Tại vì anh thấy có con người sử dụng cũng nhiều để kiện. Thì nếu mà về phần phía em thì em khuyên mọi người, thứ nhất là về phần nước cấp. Nước cấp của máy. Cấp đầy đủ. Cấp đầy đủ thì nó bổ về cái bơm mình sẽ được lau. Ok. Thứ hai là mình sờ nguồn nước. Nguồn nước thì mình sờ nước lọc. Nước lọc thì nó sẽ giúp cái máy lau bị nghẹt hơn. Lau bị nghẹt. Đúng rồi. Lau bị nghẹt. Trong để nó ngạt đúng không? Thì con này hồi nãy anh thấy là em làm gì tại đây, em ở gì tại đây kìa, bị sâu mới tại đây bị ngạt hả? Dạ, bị ngạt trong cái bô lao luôn, nó ngạt quá chừng luôn. Ok, con này là cũng được xài cũng được 4-5 năm hả Tuấn Kiệt? Dạ, cả okay. Tầm tuổi đó. Bây giờ xong chưa, xử lý xong chưa? Dạ rồi. Cắm thử cái con thử. Phục luôn. Ok, đúng là xử lý xong rồi thoát. Rồi, chạy rất là êm. Rồi, ok. Rồi ok, chào Tuấn Kiệt nha. Rồi, có chia sẻ gì với anh chị khách hàng không Tuấn Kiệt? Thì anh chị khách hàng cứ thấy bọn nào to to cô co là anh chị cứ thấy bọn nào cô co to to là Tuấn Kiệt. Bởi vì Tuấn Kiệt là có căn nặng dưới số đo là con nhất
ở công ty Santa Fe. Chúng ta ba vàng sao? Ok thì nó lùi cho thôi. Rồi ok, cảm ơn mọi người. Đây mình làm cái video mình giới thiệu bọn Tuấn Kiệt nha mọi người. Rồi cảm ơn anh chị Cái Thần. Chúc anh chị Cái Thần có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, vui vẻ. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người.